Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam để tiếp tục theo dõi diễn biến của giải bóng chuyền lớn quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Trận đấu ở bảng B giữa hai đội bóng đang ở nhóm đầu là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và câu lạc bộ NEC Red Bulls của Nhật Bản. Hai cầu thủ được chú ý bên phía đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang có mặt trên màn ảnh các bạn, đó là đội trưởng Jong Jin-shin và chủ công Kim Hoon-ju. Đây đang là hai vận động viên ghi nhiều điểm nhất cho các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kể từ đầu giải đến giờ. Tính đến thời điểm này thì Jong Jin-shin đã ghi được 33 điểm cho đội Triều Tiên sau hai trận đấu, còn Kim Hoon-ju là người ghi được 34 điểm sau hai trận. Với các cầu thủ NEC của Nhật Bản, họ cũng sở hữu những vận động viên tấn công rất ấn tượng, trong đó có thể kể đến đó là Mizuki mang áo số 4 ghi được 22 điểm sau hai trận, và đặc biệt là số 12 Misaki ghi được 32 điểm sau hai trận đấu. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội NEC của Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Trọng tài thứ nhất, ông Trần Thanh Tùng, trọng tài Việt Nam. Và trọng tài thứ hai, ông Julian Kubun, trọng tài Australia. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của cả hai đội ở trận đấu ngày hôm nay. Đội hình xuất phát của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có số 1 Ju Eun Hyang, số 3 Jong Jin-shin, số 5 Cho Soo-jung, số 11 Cho Pok-hyang, số 12 Kim Hyun-ju và số 7 là Kim Hyung-a. Huấn luyện viên của đội Triều Tiên là ông U Chung-sung. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến đội hình xuất phát của các cầu thủ NEC Red Bulls của Nhật Bản. Số 3 là Tsukada Shiori, vận động viên chuyền 2. Số 4 Yanagita Mizuki. Số 6 Ueno Kaori. Số 12 Yamauchi Misaki. Số 11 Furia Chinami. Và số 4 Aratani Shiori. Huấn luyện viên của đội Nhật Bản, ông Takayuki Kaneko. Đây là kỳ VTV Cup thứ 8 có sự xuất hiện của một bóng Nhật Bản. Trong 7 lần tham dự trước đây, các đội bóng Nhật Bản đã 4 lần giành được chức vô địch, gồm có Denso Arabis năm 2005, Simon Nhật Bản năm 2011, 2012 và 2017. Ở trận đấu đầu tiên thì đội NEC của Nhật Bản trang phục áo trắng quần đỏ ở phía bên tay phải mà nhỏ các bạn. Điểm đầu tiên thuộc về đội bóng Nhật Bản. Chúng ta lại được thấy những pha chuyền bóng thì nó là rất đẹp mắt của cây chuyền 2 bên phía đội NEC. Và đá bóng rất mạnh nhận bóng ra ngoài. Ở
Cả hai đội Triều Tiên và NEC của Nhật Bản đều rất quyết tâm ở trận đấu này. Họ thừa hiểu tính chất quan trọng của trận đấu này như thế nào. Bởi đội thắng không chỉ giành ngôi Nhật Bản cùng với việc hợp vào bán kết mà còn sẽ có thêm 2 ngày nghỉ. Cùng với đó, ở bán kết họ sẽ gặp đội bóng giành chiến thắng ở cặp đấu giữa đội đứng thứ nhì của bảng A gặp đội bóng thứ ba của B. Có thể nói đây là một đánh đấu thuận lợi nếu như đội bóng nào giành được vị trí nhất bảng B. Các cầu thủ NEC Nhật Bản vẫn đang dẫn điểm trước. Lỗi hàng sau tấn công của các cầu thủ NEC. Điểm đầu tiên cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội trưởng Jung Jin Jin phát bóng. Phòng thủ tốt, Jung Jin Jin. Nhưng các cầu thủ NEC của Nhật Bản vẫn nổi tiếng là những vận động viên luôn sở hữu những pha phòng thủ tầm thấp cực kỳ ấn tượng. Để ghi được điểm trước các cầu thủ Nhật Bản cũng không phải là một điều dễ dàng. 5-1, câu lạc bộ NEC đang khởi đầu cực kỳ ấn tượng. Họ đang có được lợi thế dẫn trước 4 điểm. Yanagita Mizuki phát bóng. Mizuki đã ghi được 22 điểm cho câu lạc bộ NEC Redonkis. Sau 2 trận đấu, ở trận đầu vận động viên này ghi được 9 điểm và trận đấu thứ hai Mizuki ghi được 13 điểm. 6-1. NEC Redonkis đã tổ chức tấn công phải nói là biến hóa và anh có thấy được sự chiếm ưu thế. Trọng tài thứ hai dường như đã bắt lỗi vị trí của các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Dường như trọng tài thứ hai đã bắt lỗi vị trí hàng ngang của các cầu thủ Triều Tiên. Họ đã di chuyển tương đối sớm hơn trước khi mà cầu thủ Mizuki của NEC thực hiện quả phát bóng. Trận đấu vẫn chưa tiếp tục khi mà ban huấn luyện đội Triều Tiên vẫn đang tiếp tục khiếu nại, nhưng bây giờ thì trận đấu đã bắt đầu. Trận đấu tiếp tục với tỷ số đang là 7-1. Số 17 Kim Hong Ha phát bóng. Vận động viên này có chiều cao 1m83. Đây là hai đội bóng có thể hình tương đối đồng đều. Các vận động viên trên sân có chiều cao trung bình khoảng 1m74 đến 1m75. Lối chơi của cả hai đội không thiên về tầm cao, thiên về những pha đánh bóng tốc độ. Pha đánh bóng tốc độ đòi hỏi các cầu thủ đỡ bước một và các cầu thủ truyền hai phải phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Phát bóng ra ngoài. Lần lưu ý kỹ thuật đầu tiên ở set thứ nhất và các cầu thủ NEC của Nhật Bản đang dẫn trước 8-3. Đội bóng đứng thứ hai của bảng B sẽ gặp rất nhiều khó khăn
bởi không chỉ phải đấu thêm một trận đấu nữa để tìm vé vào bán kết, mà ở nhánh đấu bán kết họ sẽ gặp đội chủ nhà Việt Nam. Có thể thấy rằng là một trong hai đội bóng giành quyền vào bán kết của bảng đấu này sẽ phải gặp đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Đó sẽ thực sự là một thử thách rất lớn, không chỉ của cả đội tuyển Việt Nam mà còn đối thủ của chúng ta. Chó sân rất hay. Chủ công Kim Hyun Joo đã thực hiện pha xoay cổ tay đánh bóng chéo sân để tránh được hàng chắn của các cầu thủ NEC Nhật Bản. 4-8. Phát bóng ra ngoài lần thứ hai ở xét đấu thứ nhất. Các cầu thủ Triều Tiên không phí cơ hội của mình khi biếu không cho đối phương một điểm ở những tình huống tự phát bóng hỏng. Đây là đội trưởng Misaki. Cứu bóng cực hay. Những pha cứu bóng một tay ở phía cuối sân của các cầu thủ NEC thực sự rất ấn tượng. Tuy nhiên họ lại không tận dụng được cơ hội ở pha bóng tiếp theo. Đoán được ý đồ chuyền bóng của cây chuyền hai Tsukada Shiori, một pha nhảy chuyền cực kỳ ấn tượng. Hàng chắn của các cầu thủ Triều Tiên hoàn toàn bị đánh bại và nhiệm vụ còn lại của cầu thủ tấn công bên phía NEC là rất dễ dàng. Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc, một lối chơi tốc độ, nhưng xét về mặt cá nhân chúng tôi vẫn nhận thấy rằng các cầu thủ NEC có những cầu thủ nhỉnh hơn một chút về mặt chuyên môn, về tư duy chiến thuật, trong đó đặc biệt nằm ở vị trí chuyền hai của Tsukada Shiori. Tất cả những pha chuyền bóng gần như Tsukada Shiori đều thực hiện những pha nhảy chuyền để tăng tốc độ của đường bóng và làm cho những đợt tấn công của các cầu thủ NEC Nhật Bản trở nên tốc độ hơn và khó đoán hơn. Đây là các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu bán kết. Sau khi đã giành vị trí dẫn đầu của bảng A với 2 trận toàn thắng cùng tỷ số 3-0 trước Đại học Đài Bắc Trung Hoa và Antei Kazakhstan. Tuyệt vời! Một pha bay người cứu bóng của vận động viên libero bên phía đội NEC Nhật Bản. Dù mất điểm trong pha bóng vừa rồi nhưng có thể thấy rằng là các cầu thủ Nhật Bản, các đội bóng Nhật Bản khi sang dự VTV Cup họ luôn đều có những vận động viên libero xuất sắc. Trắng bóng rất tốc độ, có thấy là rất nhiều những tình huống cho dù đã đoán được ý đồ bóng chắn ở ngoài biên nhưng hàng chắn của các cầu thủ Triều Tiên đều bị chắn với, tầm chắn không cao do tốc độ của đường truyền của cây truyền hai Tsukada Shiori là quá nhanh.
các cầu thủ Triều Tiên cũng trả lời bằng một pha tấn công đẹp mắt với pha kết thúc của chủ công số 12 Kim Hyun Joo. Sau những phút khởi đầu trực trặc, bây giờ các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dường như đã bắt đầu làm quen với nhịp độ của trận đấu hơn và cũng đã triển khai tấn công tốt hơn so với thời điểm đầu. Đá bóng rất mạnh, bóng bật chắn ra ngoài. Cả hai bên đều có những cầu thủ chủ công mang áo số 12 chơi rất hay. Bên phía Triều Tiên là Kim Hyun Joo, còn bên phía NEC là Misaki. Đây cũng là hai vận động viên ghi nhiều điểm nhất của mỗi đội. Thêm một điểm nữa cho câu lạc bộ NEC của Nhật Bản, 15-9. Cuộc chuyển hai Thu Hoài và libero Kim Liên, các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đang theo dõi trận đấu giữa NEC và Triều Tiên, sẽ là một trong hai đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Ta cùng xem lại pha ghi điểm của các cầu thủ Triều Tiên. Kim Hyun Joo vẫn đang là mũi tấn công chủ lực của Triều Tiên cùng với Trung Jin Shin, 10-15. Rất tiếc, thủ Triều Tiên có cơ hội để kết thúc với một pha đánh bóng chéo sân, bóng lại ra ngoài. Bùi Thịnh Hòa cùng với Đoàn Thị Lâm Anh cũng đang là những vận động viên của tuyển Việt Nam có mặt trên sân lúc này. Với 6-10, cách biệt tương đối an toàn dành cho câu lạc bộ NEC Red Kiss của Nhật Bản. Trước khi trận đấu này diễn ra thì trận đấu giữa hai đội Phúc Kiến Trung Quốc và Australia đã kết thúc với chiến thắng 3-1 thuộc về đội Phúc Kiến. Đó là trận đấu đầu tiên của giải diễn ra trong 4 set. Đây cũng là một trận đấu mà người ta cũng sẽ đặt nhiều hy vọng bởi tính hấp dẫn, tốc độ của trận đấu. 16-10, đội trưởng Yamauchi Misaki phát bóng. Phát bóng rất khó chịu. Tiếp tục là quả phát bóng của Misaki. Ngay cả Dong Ju Shin cũng lúng túng khi đỡ bước một. Trọng tài đã bắt lỗi hàng sau tấn công của các cầu thủ NEC. Nhiều người thấy rằng mặc dù mắc lỗi ở pha tấn công vừa rồi khi cầu thủ nhảy lên bật lên tấn công đã dẫm vào vạch 3m, nhưng người thấy rằng là các cầu thủ NEC có rất nhiều những phương án triển khai tấn công và hàng chắn của các cầu thủ Triều Tiên thực sự là gặp rất nhiều khó khăn khi phán đoán. Bóng không qua lưới. Một điểm nữa dành cho đội Triều Tiên. Những pha chạy đà để thực hiện quả phát bóng khá đặc biệt của số 12 Kim Hyun Joo. Hai bên đều đang có cơ hội tấn công để ghi điểm nhưng chưa bên nào tận dụng được. Các cầu thủ NEC lại một lần nữa cho thấy khả năng phòng thủ tập thấp hay như thế nào.
cuối cùng thì bóng ra ngoài. Một pha bóng quá hay, các cầu thủ NEC tưởng chừng sẽ mất điểm, nhưng phải nói rằng là ở những pha phòng thủ tầm thấp họ chơi không chỉ phản xạ nhanh mà còn cực kỳ khéo léo. Mười tám mười hai, NEC đang chơi rất chắc chắn. Phát bóng ra ngoài, bây giờ là tình huống phát bóng hỏng của Furuya Chinami. Sau đó thì các cầu thủ Triều Tiên cũng mắc lỗi tương tự. Họ cũng biếu không cho đối phương một điểm khi phát bóng hỏng. Rất nhanh. Chớp thời cơ rất nhanh của Mizuki. Đang di chuyển lùi xuống để phòng thủ, nhưng có thấy rằng là Mizuki phán đoán rất nhanh và tốc độ di chuyển cũng như là sức bật rất tốt để tận dụng được cơ hội ghi điểm thứ 20 cho các cầu thủ NEC. Đã được theo dõi một trận đấu có thể nói là với chất lượng chuyên môn rất cao tại VTV Cup năm nay. Chủ công này chỉ có chiều cao xấp xỉ 1m70, nhưng sự đập rất ấn tượng. Khả năng vào đà là 3m04, rất ấn tượng với chiều cao của Mizuki. Rơi sang phần sân của đội Triều Tiên, một tình huống mà các cầu thủ Triều Tiên không còn cách nào khác là nhìn bóng rơi xuống mặt sân. Bay là pha bóng vừa rồi, các cầu thủ NEC đánh ra ngoài. Đội trưởng Trong Jun Sim thực hiện quả phát bóng 15-22.
cũng đã ở rất gần với các cầu thủ NEC Nhật Bản ở set đấu thứ nhất. Vấn đề với các cầu thủ Triều Tiên bây giờ là làm sao có thể bắt bài được các cầu thủ NEC ở những pha phối hợp tấn công. Đây là điều không hề đơn giản. Về khả năng quan sát và tốc độ chuyền bóng như là sự tinh quái của Sukada Seori thực sự là một bài toán khó giải với các cầu thủ Triều Tiên. Trong hầu hết những tình huống tấn công của các cầu thủ NEC, hàng chắn của đội Triều Tiên đều theo không kịp. 23-15. Phát bóng ngoài. Phát bóng hỏng thuộc về Yanagita Mizuki. Bây giờ là số 17 Kim Hồng Nga phát bóng. Kim Hồng Nga là cầu thủ cao nhất trên sân lúc này. Cầu thủ này có chiều cao 1m83. Phòng thủ không được. Khi mà hàng chắn của Triều Tiên không hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng là các cầu thủ hàng sau còn gặp sức ép hơn rất nhiều. 24-16. Là thêm một tình huống phát bóng hỏng nữa của các cầu thủ NEC. Bên này đến lượt Ueno Kaori. Ueno Kaori cũng là vận động viên có chiều cao tốt nhất bên phía đội NEC với chiều cao 1m80. Cơ hội cho đội Triều Tiên. Bóng người xả lưới hơi khó tấn công. Chắn bóng hay. Hiếm hoi có một lần hàng chắn của các cầu thủ Triều Tiên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng lúc này có vẻ như là đã quá muộn rồi. Set thứ nhất rất khó để có thể đảm bảo tình thế khi mà NEC đã lên điểm thứ 24. Hôm nay thi đấu vất vả của chủ công Jong Jun Shin chưa phát huy được nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy là những pha tấn công của các cầu thủ Triều Tiên cũng không dễ gì được triển khai bởi những tình huống phát bóng khó, những pha phát bóng tốc độ của các cầu thủ NEC đã khiến cho các cầu thủ Triều Tiên bị lúng túng bước một và dẫn đến lối chơi đã không còn được tuân thủ như đấu pháp đề ra. Một điểm nữa cho các cầu thủ Triều Tiên đến từ một tình huống đỡ hỏng bước một của Mizuki. 19-24. Những trận đấu có sự có mặt của các cầu thủ Nhật Bản bao giờ cũng rất sôi động. Những tiếng hò hét động viên nhau liên tục khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Lại thêm một tình huống đá hỏng bước một nữa của các cầu thủ NEC. Một thoáng chơi không được tập trung của NEC Nhật Bản. Vẫn là số 4 Mizuki. Và có lẽ tiếp tục của phát bóng này cũng sẽ nhằm vào Mizuki. Lần này thì vận động viên libero của NEC đã chủ động ra đỡ bốc 1 thay cho Mizuki. Phòng thủ rất hay. Chắn bóng xuất sắc. Kịch tính của trận đấu ở thời điểm cuối lại bất ngờ trở nên hấp dẫn hơn khi mà tưởng chừng các cầu thủ NEC có thể có được chiến thắng sớm. Nhưng không, các cầu thủ Triều Tiên đã chơi rất kiên cường. Trước đó là hai pha phát bóng để ghi điểm và vừa rồi là một tình huống phòng thủ trên lưới rất hay. 21-24. 5 điểm liên tiếp đội Triều Tiên. Hà là lỗi di chuyển vị trí. Cầu thủ di chuyển vị trí sớm là số 3 kê chuyển 2 Seori. Trọng tài đã bắt lỗi. 1 điểm nữa cho đội Triều Tiên.
22-24. Điểm số liên tiếp của đội Triều Tiên giúp cho set đấu cuối cùng, set đấu thời điểm cuối của set thứ nhất trở nên cực kỳ hấp dẫn. NEC còn hai cơ hội nữa để kết thúc set thứ nhất, nhưng với những gì mà các cầu thủ Triều Tiên thể hiện ở ít phút vừa qua, họ vẫn còn hy vọng. 22-24. Ngay cả libero của các cầu thủ NEC cũng phải gặp khó khăn trước những quả phát bóng. Phát bóng ra ngoài. Phải nói rằng ở cầu phát bóng của số 11 Cho Pop Yang đã giúp cho các cầu thủ Triều Tiên liên tiếp ghi điểm. Giờ chỉ còn một điểm nữa thôi sẽ cân bằng tỷ số. Vẫn còn. Rồi vẫn thuộc về các cầu thủ NEC. Các cầu thủ Triều Tiên chơi cực kỳ kiên cường. Cầu thủ quá hay. Chơi hay đến như vậy ở thời điểm cuối. Bây giờ thì đến lượt đội NEC của Nhật Bản lại lúng túng. Thật không thể tin rằng là các cầu thủ Triều Tiên lại chơi hay đến như vậy ở thời điểm mà họ tưởng chừng đã thua. Một trận đấu đang diễn ra với những diễn biến thực sự kịch tính và xứng đáng với tất cả những gì người ta chờ đợi. Chung kết sớm của giải, trận đấu tranh ngôi đầu bảng B. Bây giờ thì Triều Tiên, các cầu thủ Triều Tiên mới là những người có được cơ hội để kết thúc. Đã có rất nhiều những cơ hội dành cho NEC nhưng họ chưa tận dụng được, và thậm chí bây giờ họ lại rơi vào thế bất lợi. Tiếp tục là quả phát bóng của số 11 Cho Pop Yang. Triều Tiên chơi quá hay, phòng thủ kiên cường. 25-25. Bây giờ thì các cầu thủ NEC mới cắt được chuỗi lên điểm. Chuỗi lên điểm rất dài. Thiếu chút nữa thì các cầu thủ Triều Tiên có thể làm nên một cuộc lội ngược dòng, có thể nói là kỷ lục ở VTV Cup. Chúng ta sẽ cùng chờ xem đội nào sẽ thắng ở set đấu này. Cơ hội với cả hai đội là 50-50. Đang về cuối thì cả hai bên đều chơi hay. Các cầu thủ Triều Tiên đúng là sốc lại tinh thần với những pha ghi điểm. Càng thời điểm cuối họ chơi tấn công cực kỳ hiệu quả, khác hẳn những gì trước đó họ thể hiện. Vừa rồi là tình huống ghi điểm của Kim Yeon-ju. 26-25. Bây giờ thì Kim Yeon-ju ở hàng dưới chỉ thực hiện quả phát bóng. Phát bóng ra ngoài. Cuộc lội ngược dòng vô cùng ấn tượng của cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 27-25 là kết quả của set thứ nhất. Không thể tin rằng là các cầu thủ Triều Tiên là có thể đảo ngược tình thế. Trận đấu thực sự là rất hay và hấp dẫn. Những ai có mặt trong nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam và tất cả những ai đang theo dõi qua truyền hình đã được chứng kiến một trận đấu đúng với những gì mà khán giả chờ đợi. Một sự kịch tính của hai đội bóng rất mạnh ở bảng B. Mua ống nhựa.
cảm xúc quá tuyệt vời mà cả hai đội NEC Red Rockets đến từ Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tạo ra trong sắc đấu đầu tiên. Một tinh thần thi đấu cực kỳ kiên cường của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã khiến cho NEC Red Rockets thực sự bị lúng túng và mất tinh thần ở những thời điểm cuối cùng của trận đấu và qua đó mất luôn thế trận. Đây là một trận đấu mà cả hai đội đều sử dụng lối đánh nhanh và giàu tính chiến thuật. Tỷ số trong set đấu thứ hai đang là 1-1. Dông Di Sim vẫn là số 3 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong những thời điểm cuối của set đấu đầu tiên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kiên trì với những tình huống đánh bóng sau vạch 3 mét, dù thời điểm đó Dông Di Sim đang ở hàng sau. Đặt niềm tin đúng chỗ và các cô gái của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã có một chiến thắng cực kỳ ấn tượng và xứng đáng. Rất uy lực và mạnh mẽ. Nhưng miếng tấn công ở vị trí số 4 của Dông Jin Sim. 3 điểm số đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì 2 lần đến từ những pha đánh biên số 4 của Dông Jin Sim. Đây có thể coi là trận chung kết sớm của giải bóng truyền hình quốc tế VTV Cup Tona Sen 2019. Bởi đây đang là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng được đánh giá là có trình độ kỹ thuật nhỉnh hơn so với phần còn lại. Rất thông minh và cực kỳ khéo léo nữa. Một phong độ đang rực sáng của Dông Jin Sim cho tới thời điểm hiện tại. Những kỹ năng mà cô gái này đang mang lại thực sự khiến cho các khán giả có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam thực sự phấn khích. Lại là Dông Jin Sim di chuyển chiến thuật cực hay trong tình huống vừa rồi. Một pha đánh len của Dông Jin Sim. Đáng tiếc là không thể có điểm trong pha đánh vừa rồi. Nhưng trước đó thì chúng ta liên tục phải dành lời khen cho chủ công bên phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tình huống mà các trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới bên phía đội bóng áo đỏ. Chắn bóng tốt. Số 3 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có lẽ đang là một nỗi kinh hoàng với các cầu thủ bên phía NEC. Trạng thái thi đấu rất tốt của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang có vào thời điểm hiện tại, đặc biệt là kỹ năng phòng ngự hàng sau nữa. NEC có được một thế trận khá tốt trong thời điểm nhập cuộc ở set đấu đầu tiên. Nhưng rồi chính sự lì lợm và bản lĩnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã khiến cho đội bóng đang bị ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý. Và thời điểm hiện tại lại là NEC. Oh.
một tình huống tấn công ở vị trí số 3. Chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Đánh bóng tốt. Câu trả lời từ phía NEC và đổi điểm cho đội bóng đến từ Nhật Bản. 4-7. Rất hay, đó là quả nhảy phát bóng tấn công. Ngay lập tức thì câu trả lời đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngày hôm nay thì khả năng phòng thủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là rất tốt. Với những quả giao bóng cắm vào uy lực như thế mà hàng sau vẫn có được một pha xử lý bước một tương đối êm. Gương mặt rất baby và thánh thiện của Siri. Đang có rất nhiều vấn đề mà huấn luyện viên Takayuki cần phải đưa ra điều chỉnh cho các học trò. Rất có thể đây không phải là lần gặp nhau duy nhất của cả hai đội tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tournoi Sen 2019. Với lực lượng rất mạnh và trình độ chuyên môn như thế này thì cũng rất có thể sẽ còn gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải đấu năm nay. Xử lý bóng tốt. Trong sân, Jong Jin Sim đã không hoàn toàn chính xác trong quyết định bỏ bóng vừa rồi. Đó là một pha giao bóng kỹ thuật, bóng đi khá cao nhưng lại gập xuống rất nhanh. Tình huống thực hiện quả giao bóng vừa rồi là của Siri Aratani. Tốc độ trong những tình huống tổ chức tấn công là yếu tố mà chúng ta đang được theo dõi trong những tình huống xử lý của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Từ bước 1, bước 2 đến pha dứt điểm cuối cùng thường diễn ra rất nhanh, và đó chính là mấu chốt đang giúp cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có được một trạng thái có thể nói là thăng hoa. Chắn bóng tốt. Tình huống chắn bóng của cây chuyền 2 Choi Soo-jong. Thank you.
Trong lịch sử các kỳ VTV Cup, hai đội bóng của Nhật Bản và Triều Tiên đã từng gặp nhau năm 2012. Khi đó đội Shinmin Nhật Bản, Shinmin Nhật Bản đã để thua ở vòng bảng tỷ số 1-3. Nhưng ở chung kết khi hai đội bóng này gặp lại nhau, thì góc đội Shinmin Nhật Bản đã thắng Triều Tiên 3-0 để giành chức vô địch. Cao thủ Triều Tiên tiếp tục là những người dẫn điểm ở set đấu thứ hai sau khi họ đã có một cuộc đua ngược dòng có thể nói là rất ấn tượng ở set đấu thứ nhất để giành chiến thắng 12-7. Xác định là bóng chưa qua lưới ở pha tấn công vừa rồi. Một điểm nữa cho đội Triều Tiên, 13-7. Không thể tin rằng là các cầu thủ Triều Tiên ở set đấu nhất họ gặp bất lợi rất lớn và gần như đã để thua. Nhưng đúng là còn một chút hy vọng, các cầu thủ Triều Tiên vẫn kiên cường thi đấu và đảo ngược tình thế. Và bây giờ họ đang có được lợi thế lớn về mặt tâm lý ở set đấu thứ hai. Đúng là khi có được sự hưng phấn thì các cầu thủ có thể nói là chơi tới 200% phong độ. Bóng bật mép lưới và bay ra ngoài. Mười bốn bảy. Bóng ra ngoài. Lối đánh hỏng của Yanagita Mizuki. 15-7 cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sự thay đổi vị trí chuyền hai. Dường như các cầu thủ NEC nhận thấy rằng là những pha chuyền hai của Sukada Shiori đã phần nào bị các cầu thủ Triều Tiên bắt bài. Vì vậy mà huấn luyện viên Kaneko đã quyết định tung cầu thủ Sawada Yuka vào sân. Ta sẽ cùng chờ xem là sự thay đổi người này của huấn luyện viên Kaneko có mang lại hiệu quả hay không. Thiếu chính xác. Một điểm nữa cho câu lạc bộ NEC. Huấn luyện viên U Trung Sông đã rất thận trọng sau khi các cầu thủ NEC thay đổi chuyền hai, họ đã có hai điểm liên tiếp. Ngày mai các đội bóng tham dự VTV Cup sẽ được nghỉ và sẽ được đi tham quan các danh lam thắng cảnh tại Quảng Nam trước khi bước vào các trận đấu tranh vé vào bán kết và sau đó là bán kết. Cầu không thành công của libero Trông Sung Hui. Cao thủ hàng sau của Triều Tiên đã chơi cực hay ở thời điểm cuối của set thứ nhất. Mười mười lăm. Điểm thứ ba liên tiếp.
đã hết thời gian tạm dừng ngụ ý kỹ thuật lần thứ hai ở set đấu thứ hai. Trận đấu tiếp tục với quả phát bóng của số 12 chủ công Kim Hyun Ju. Chủ công Kim Hyun Ju có chiều cao 1m82, là vận động viên ghi nhiều điểm nhất cho Triều Tiên ở hai trận đấu trước. Ngay cả những tình huống được coi là thế mạnh của các cầu thủ NEC là đỡ bước một, giờ đây họ cũng đã để mất điểm bởi những quả phát bóng khó của các cầu thủ Triều Tiên. Bay ngược cái bóng không thành công của Tom Seung-woo. Cả hai đội đều đang sở hữu những vận động viên libero cũng như là những cầu thủ có tố chất và khả năng phản xạ phòng thủ hàng sau rất hay. Bây giờ thì các cầu thủ NEC đang ở thế rất đuổi tỷ số. Họ đang rơi vào hoàn cảnh của các cầu thủ Triều Tiên ở set thứ nhất. Nhưng mà chúng ta cùng chờ xem là liệu các cầu thủ NEC có tái hiện được điều họ làm được, điều mà các cầu thủ Triều Tiên làm được ở set đấu thứ nhất hay không. 12-17, NEC cũng đang cố gắng để nhích từng điểm một để thu hẹp cách biệt về điểm số trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tiếp tục là quả phát bóng của Yanagita Mizuki. Cầu tấn công của NEC nhưng bóng đã ra ngoài. Điểm thuộc về đội Triều Tiên 18-12. Các cầu thủ Triều Tiên cũng đang có được một cách biệt về điểm số an toàn như các cầu thủ NEC ở set thứ nhất. Mà không thể chủ quan. Đường một không tốt. Và bây giờ là cơ hội ghi điểm cho đội Triều Tiên. Pha đá bóng của Jong Jin Shin. Thêm một cơ hội nữa. Bây giờ cơ hội được trao cho các cầu thủ NEC. Và họ đã ghi điểm. Pha đá bóng rất nhanh. Pha đá bóng rất tốt của Yoshida. Ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của chủ công Yoshida Yaumi bên phía đội NEC Nhật Bản. 20-13, đặc biệt là 7 điểm. Trong nỗ lực cứu bóng tầm thấp của các cầu thủ NEC, ta sẽ cùng xem lại tình huống này để xem ai là người lỗi dính bóng. Vậy là cầu thủ chủ công của NEC là người bị phát lỗi.
đội trưởng Yamamuchi Misaki phát bóng cho NEC. Lối đưa hỏng vòng 1. Tiếp tục là quả phát bóng của Yamauchi Misaki. Rất năn nót với quả phát bóng của mình. Đây là vừa những tình huống phước đánh trần rất hay của các cầu thủ Triều Tiên. Người dứt điểm là Jung Jin Sim. Chuyền hơi bị ngửa. Một tình huống đánh hỏng đáng tiếc của chủ công Kim Hyun Joo. Còn nhìn phát bóng rất uy lực. Bay ra phía sau. Cho dù đã rất nỗ lực nhưng libero của NEC Manami không thể thành công với pha cứu bóng. Bây giờ thì các cầu thủ Triều Tiên đã gần với chiến thắng của set đấu thứ hai. Sau khi lội ngược dòng thành công ở set thứ nhất, có thấy là tinh thần và sự hưng phấn của các cầu thủ Triều Tiên lên rất cao. Phát bóng ra ngoài. Số 7 Kim Hồng Nga phát bóng quá mạnh. Cố gắng để nhảy lên cứu bóng. Thế nhưng libero Trung Sung Huy vẫn không thể thành công. Dù chỉ đã chạm một tay vào bóng. Lần lưu ý này thuộc về đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Còn tới 5 điểm nữa mới có thể bắt kịp điểm số trước các cầu thủ Triều Tiên. Mép lưới ra ngoài. Chúng ta cùng xem là tình huống quay trận này xem bóng có chạm tay chắn hay không. Bóng bật mép lưới và ra ngoài sau pha kết thúc của đội trưởng Kim Hyun Joo, của chủ công Kim Hyun Joo. Tiếp tục là Kim Hyun Joo. Hôm nay thì Kim Hyun Joo đã quyết định gõ bóng lòng tay và tạo ra được bất ngờ với các cầu thủ hàng sau của đội NEC. Số 6 là Ueno Kaori
sau khi Yoner Kauri thực hiện quả đấm bóng phóng bật tay chắn đội Triều Tiên và rơi trúng vào người của Kauri ra ngoài. Set đấu thứ hai, phần thắng tiếp tục thuộc về đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Như vậy là sau hai set đấu, các cầu thủ Triều Tiên đang tạm dẫn trước. Sau hai set 27-25 và 25-19. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống kẽm trực tuyến, ống kẽm Hoa Sen tiêu chuẩn Mỹ. Gắn kết từ những ngày đầu tiên. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng. Chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ. Và không ngừng phát triển, tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam. Ống nhựa Hoa Sen, mua liền tay những ngày quà khủng. Với nhiều giải thưởng hấp dẫn như xe máy Honda Airblade, điện thoại iPhone X và hàng chục ngàn thẻ cào điện thoại. Mua ống nhựa Hoa Sen, cào liền tay trúng ngay Airblade. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 tỷ đồng. Thông tin chi tiết tại hoasengroup.vn. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến trong set đấu thứ 3. Trận đấu giữa NEC của Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước khi bước vào trận đấu này, những nhà chuyên môn đều có chung nhận định là NEC Red Rockets là đội bóng nhỉnh hơn. Với sự đồng đều trong lối chơi, nhưng ngày hôm nay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mới đang là đội có được ưu thế về mặt điểm số. Trong một tư thế không có nhiều đà, Jong Jin Sim vẫn bật nhảy và đưa ra một cú đánh có lực. Tất nhiên là phải cộng thêm sự tinh quái nữa, một cú đánh vào tay của hàng chắn để bật ra ngoài. Cả hai đội đều đang sở hữu một lối chơi tốc độ, nhưng có vẻ như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang là đội bóng sở hữu được những tay đập có lực hơn rất nhiều. Không có lỗi trong tình huống vừa rồi. Yoshida chắn bóng rất tốt. Bóng ngoài. Pha xử lý và ý đồ là cực kỳ tốt. Nhưng đáng tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng của chuyền hai Sujong lại đi ra ngoài một chút xíu thôi. Một khoảng trống khá mênh mông ở cuối sân. Cơ hội dành cho NEC. Rất tốt pha di chuyển chiến thuật và đánh nhanh. Yoshida tiếp tục thực hiện quả nhảy phát bóng rất hay. Có lẽ chúng ta cũng đang tìm ra được một trong những vận động viên ứng cử viên số 1 cho danh hiệu
vận động viên thực hiện quả phát bóng tốt nhất tại giải bóng truyền hình quốc tế VTV Cup Tôn Hassen 2019, và đó đang là Yoshida Vayumi. Bóng vứt trong cuộc không thành công, thật đáng tiếc cho Yamauchi. Những tình huống phòng thủ tầm thấp tuyệt hay của cả hai đội. Khả năng phòng ngự thì có lẽ là các cô gái của NEC Red Rocket là những người nhìn hơn. Nhưng những tình huống tấn công trên lưới thì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang cho thấy xác suất ăn điểm cao hơn rất nhiều. Những cuộc đối đầu cực kỳ đáng chú ý. Một bên là cây truyền hai Choi Su Jong, và bên kia lưới là Siri. Một bên chủ công Yama Uchi, và một bên là Jong Jin Sim. Có lẽ là vẫn trong cuộc. Đáng tiếc là tình huống xử lý bước hai không tốt, đã đánh mất đi cơ hội để có thể thực hiện quả phản công. Thật đáng tiếc khi mà trước đó các cô gái của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã có được một pha xử lý và phòng ngự rất hay. Trong một tư thế rất khó thì Choi Ju-sung chuyền hai bên phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn có được một pha xử lý đủ tốt. Bóng không qua lưới. Tỷ số vừa được quân bình 5-5. Trận đấu mang tính chất quyết định tới ngôi vị số 1 của bảng B. Pha đánh bóng vừa rồi là của Yoshida sau vạch 3m, nhưng bóng không qua lưới. Các trọng tài đã xác định bóng đã chạm sàn. Red Rockets nhiều khả năng sẽ là đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam của chúng ta ở vòng đấu bán kết. Và đây chắc chắn sẽ là những nhãn quan mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể theo dõi và nhận diện đối thủ của mình. Uy lực và mạnh mẽ.
tình huống xử lý của Kim Yeon Ju. Chua Bok Yang, nhân tố đã làm nên sự khác biệt ở trận đấu cuối của set đấu đầu tiên với cầu phát bóng của mình. Phát bóng tốt sau cú đá của Yoshida. Bước vào vòng đấu bán kết với đội tuyển Việt Nam, bóng đứng nhất bảng A, chúng ta có lợi thế hơn về ngày nghỉ khi được nghỉ 3 ngày. Phòng thủ tốt. Và đá bóng xuyên chắn của số 21 Yoshida. Hai đường liên tiếp của Yoshida thực hiện đều là những pha tấn công ở vị trí số 4. Bị lỡ nhịp. Rồi được trao cho đội NEC. Vẫn còn. Trước khi các cầu thủ Triều Tiên ghi điểm, họ đã có pha cứu bóng một tay rất hay của chủ công áo số 12 là Kim Hyun Ju. Tám chín. Các cầu thủ chủ công bên phía NC đang chơi khá tốt ở những phút vừa qua. Set đấu thứ ba này họ đã cải thiện được lối chơi của mình. Chúng ta lại được thấy một trong NC chơi cực kỳ toàn diện ngay ở cả những quả đánh bóng một chân ở ngoài biên. Pha tấn công mà chúng ta thường thấy ở cầu thủ chạy vị trí chiến thuật, nhưng Yên Chìm đã chơi rất hay. 9-10. Chuyền hai của NEC vào số 19 Sawada Iuka đang là người chuyền chính vào lúc này bên phía NEC sau khi chỉ vào sân thay cho cây chuyền hai số 3 Tsukada Shiori. Vẫn còn cơ hội thuộc về đội Triều Tiên. Rất mạnh.
Hai cây chuyền hai của hai đội đều đang chơi rất hay. Bóng đi nhẹ và khiến cho cầu thủ hàng sau của đội Triều Tiên không kịp di chuyển tới bóng để cứu. Mười hai người ba cầu thủ của MC Thâm Trắng vẫn không thể chắn được. Đội trưởng Trung Kiên Sinh vẫn đang chơi rất hay. Pha phòng thủ của Trung Kiên Sinh. Ở tình huống kế tiếp thì hai cầu thủ của Triều Tiên đã không thể kịp hỗ trợ cho pha cứu bóng trước đó của Trung Kiên Sinh. Pha phòng thủ trước đó của Trung Kiên Sinh tưởng chừng sẽ mang lại cơ hội phản công cho đội Triều Tiên, nhưng các cầu thủ phía trên đã không kịp. 13-11, NEC vẫn đang duy trì được lợi thế dẫn trước 2 điểm. Phòng thủ cực hay, cả 7 người phòng thủ xuất sắc. Vẫn là các cầu thủ Triều Tiên. Cái này thì không được rồi, bóng bật tay trắng và rơi ra phía sau. Không một cầu thủ nào sau của NEC kịp di chuyển lên. Trận đấu thứ 3 đang diễn ra rất kịch tính, không còn có ưu thế dẫn điểm rõ rệt như ở hai set đấu trước dành cho cả NEC cũng như là Triều Tiên. Trận đấu thứ 3 này cả hai đội đều thừa hiểu tính chất quan trọng, vì vậy mà đang chơi rất thận trọng và chắc chắn. Thay vì một pha đá bóng, cầu thủ chủ công Baratani siêu đi đầy bóng vào tay chắn và đã khiến cho các cầu thủ Triều Tiên ở phía sau không kịp, không có cơ hội để cứu bóng. 14-12. Phòng thủ tốt nhưng cơ hội vẫn thuộc về các cầu thủ Triều Tiên. Hồng Kim Sim, Hồng Kim tấn công hàng sau nhưng chưa được, không được. Đáng tiếc của Yoshida. Yoshida không thực sự quyết đoán ở pha dứt điểm vừa rồi của mình. Chỉ đẩy bóng nhưng bóng đi ra ngoài. Mỗi khi Cho Pokyang phát bóng thì các cầu thủ Triều Tiên lại có hy vọng để lên những điểm số liên tiếp giống như ở cuối set 1. Bật chắn ra ngoài. Yoshida, thủ mang áo số 21, chủ công với chiều cao 1m76 đang chơi ấn tượng nhất về phía NEC trong set đấu thứ 3. Bóng được dồn ra biên khá nhiều ở ngoài biên số 4 cho Yoshida khi cầu thủ này có mặt ở hàng trên. Sáu mười ba cho NEC và tấn công hàng sau của Jong Jin Sim không thành công. Jong Jin Sim đang phải hoạt động khá vất vả, kể cả khi chỉ di chuyển xuống hàng dưới. Không chỉ là những tình huống phòng thủ mà mỗi khi có cơ hội, cầu thủ hai Chu Su Jong cũng chuyền bóng ngược ra hàng sau để cho Jong Jin Sim dứt điểm.
lần tham dự các kỳ vô địch trước đây, Trâm Xiêm đều giành được những danh hiệu cá nhân. Trong đó có hai kỳ VTV Cup chị giành được danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải. Một năm chị giành được danh hiệu vận động viên phát bóng. Mười sáu mười ba. Rơi vào trong sân, điểm cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cho rằng bóng chưa chạm tay trắng nhưng các trọng tài xác định là bóng đã chạm vào tay trắng đội Triều Tiên ra ngoài. Trọng tài chính đã gọi trọng tài dây ra để hỏi ý kiến trong pha bóng vừa rồi. Đội trưởng Trương Nguyên Chim đã khiếu nại và Trương Nguyên Chim đã phải nhận một thẻ vàng. Trận đấu tiếp tục. Bóng rất nhanh. Quyết định của trọng tài đã được đưa ra là bóng chạm tay trắng của đội Triều Tiên. Đội vừa điểm về cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 15-17. Nhưng cầu thủ chạy chiến thuật bên phía NEC vẫn dứt điểm rất tốt. Đó là pha ghi điểm của cầu thủ phụ công Ueno Kaori. Cầu thủ Triều Tiên có sự thay đổi người. Tổng rất mạnh nhưng cầu thủ Triều Tiên cũng rất hay, họ không chơi bước một và xử lý ngay từ bước hai để ghi điểm. Đang bị dứt điểm nhưng đội Triều Tiên lại nếu không cho các cầu thủ NEC một điểm ở tình huống phát bóng hỏng của Cho Jung. Cây trường này Cho Jung đã phát bóng quá mạnh. Furuya Chinami và sân thay cho Unio Kaori.
Trận đấu tiếp tục với quả phát bóng của đội NEC. Phát bóng rất khó. Và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho đội NEC Nhật Bản. Phát bóng tốt. Đúng là khi có ưu thế dẫn điểm, cầu thủ sẽ chơi trở nên thanh thoát hơn, hiệu quả hơn. Vấn đề vẫn đang nằm ở tâm lý thi đấu. Furuya Chinami sau khi được bỏ sân ít phút đã trở lại sân, đã ra ngoài sân. Đội trưởng Jong Jun Ji phát bóng 17-20. Tấn công biên của cầu thủ NG đã bị bắt bài. Pha đá bóng của Yanagita Mizuki không qua được tay trắng, một trong những hạn chế lớn nhất của Yanagita Mizuki. Khi vận động viên này chỉ cao có 1m68, vì vậy mà cho dù có sức bật tốt nhưng tầm đánh bóng của Mizuki không thể cao. Đó là một bất lợi lớn với cầu thủ chủ công này. Đặc biệt là với câu lạc bộ NEC Red Rockets của Nhật Bản, họ đã thua 2 set trước và bây giờ họ đang có được cơ hội và cần phải biết chắt chiu. 21-18 ở set thứ nhất, họ vẫn còn xa hơn set 3 rất nhiều nhưng vẫn để thua. Vì vậy mà chắc chắn là các cầu thủ NEC cần phải rút ra kinh nghiệm, rút ra bài học sâu sắc, không để điều này lặp lại ở set đấu thứ 3. Chọn một chiến phòng thủ khá hay của Mizuki. Mizuki sau đó lại được bóng ra ngoài. Một trong những cầu thủ chủ công có chiều cao tốt bên phía NEC đó là Yoshida. Nhưng lúc này thì Yoshida đang ở hàng dưới. Đó là một bất lợi với các cầu thủ của NEC. Đương nhiên họ phải triển khai bằng một bóng đánh chiến thuật ở ngoài biên số 2. Đó là một quyết định hoàn toàn chính xác. Đội chuyển 2 Sawada Yuka đã chuyển bóng sau đầu để cầu thủ trái chiến thuật bên phía NC thực hiện pha dứt điểm chéo sân 22-19. Lúc này thì cầu thủ chủ công Yoshida có chiếc cao tốt nhất bên phía Yoshida chuyển hàng trên. Quả phát bóng vừa rồi thì Mizuki lại phát bóng ra ngoài. Đang triển khai nhiều những tình huống tấn công chiến thuật sau đầu ở ngoài biên số 2 để khai thác được những tình huống dứt điểm của phù công. 23-20
quá nhanh. Tình huống tấn công đầy tốc độ, bóng vừa lên đỉnh lưới đã có cầu thủ kết thúc, và hàng chặn cũng như là cầu thủ phía sau của NC không kịp trở tay. 21-23. Đặc biệt là hai điểm. Đây là cơ hội cho các cầu thủ Triều Tiên. Tấn công ngoài biên chưa được. Hai pha tấn công biên vẫn chưa ghi được điểm. Một điểm nữa cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 22-23. Tiếp tục là quả phát bóng của chủ công Kim Hyun Ju. Bóng phạt tay chắn ra ngoài. Bóng chạm vào tay chắn. Phát bóng mà chắc chắn là huấn luyện viên Kaneko của NEC Nhật Bản thoát tim. Rất lo lắng với pha tấn công vừa rồi của các học trò. Nhưng không thành công thì Triều Tiên sẽ bắt kịp điểm số. Nhưng bây giờ thì câu lạc bộ SC đã có được điểm rất quan trọng. 24-22. Huấn luyện viên Kaneko dường như đang nhắc nhở với các cầu thủ tấn công của mình. Do chiều cao cầm bóng bóng thấp hơn so với hàng chắn của Triều Tiên, vì vậy mà cố gắng làm sao thực hiện được pha đánh bóng bạt chắn. 22 là điểm số của đội Triều Tiên. Và lúc này câu lạc bộ NEC đang có điểm thứ 24 và đã có được điểm set point. Hãy chờ xem là đội NEC có nhận được hay không. Chưa được. Và một đợt hay từ bước 2 của đội trưởng đài Chu Siêu Dông. 23-24. Đây sẽ là pha bóng quyết định với NEC. Đội một tốt và triển khai tấn công. Chưa được. Cơ hội thuộc về đội Triều Tiên. Nhưng cao thủ hàng sau của NEC phòng thủ cũng rất hay. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. 25-23. Chiến thắng thuộc về câu lạc bộ NEC của Nhật Bản, rất cạnh tính. Chiến thắng ở trận đấu vừa rồi đã mang lại hy vọng cho NEC ở trận đấu tiếp theo. Chiến thắng cực kỳ kịch tính của NEC. 25-23 là tỷ số của trận đấu thứ ba. Sau 3 trận đấu, đội Triều Tiên đang tạm dẫn 2-1.
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của set thứ tư trận đấu giữa hai đội NEC Red Rockets của Nhật Bản gặp câu lạc bộ cặp đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trận đấu này đội NEC của Nhật Bản ở phía bên tay trái là các bạn trong trang phục màu trắng đỏ. Với việc giành chiến thắng ở set đấu thứ ba bằng tỷ số 25-23, câu lạc bộ NEC của Nhật Bản đang níu kéo hy vọng ở trận đấu này và buộc trận đấu phải tiếp tục diễn ra ở set đấu thứ tư. Hàng chắn vừa rồi của đội Triều Tiên đã để lọt chắn. Một đều. Trong trận đấu hôm nay thì cả hai trận đấu của B đều diễn ra 4 set. Bây giờ là set đấu thứ tư của trận đấu tranh ngôi đầu bảng. Triều Tiên là khởi đầu tốt hơn ở set đấu thứ tư 5-2. Một trận đấu đầy khó khăn với cả hai đội, một trận đấu chắc chắn là tốn nhiều thời lực với cả NEC cũng như là đội Triều Tiên. Đội đầu bảng sẽ có được 2 ngày nghỉ trước khi bước vào vòng bán kết. Còn đội nhì bảng vẫn sẽ phải có một trận đấu nữa mới biết có vào được bán kết hay không. Ngày mai thì các đội được nghỉ và ngày 8 thì đội nhì bảng B sẽ gặp đội đứng thứ 3 của bảng A để tranh vé vào bán kết. Đội trưởng Jong Jin Sim vẫn đang miệt mài cày ải trên phần sân của đội Triều Tiên, cầu thủ không thể thiếu được trong lối chơi của đội Triều Tiên cả về mặt tinh thần cũng như là về mặt chuyên môn. Công Yana Kita Mizuki, cầm bóng không cao, cho dù Yana Kita có sức bật và lực đánh bóng mạnh nhưng đó
chưa phải là một lợi thế khi mà tầm đánh bóng không cao đã khiến cho Mizuki nhiều lần bị hàng chắn của cầu thủ Triều Tiên vô hiệu hóa. Đập bóng tốt. Những gì đang diễn ra ở trận đấu giữa NEC Nhật Bản và đội Triều Tiên làm tôi liên tưởng lại trận đấu ở World Cup 2012. Khi đó thì hai đội gặp nhau ở bảng ngay ở trận đấu đầu tiên, cầu thủ Triều Tiên giành chiến thắng 3-1. Thế nhưng sau khi kết thúc vòng bảng thì đội sinh viên Nhật Bản mới là đội giành được ngôi đầu. Nhưng mà cả sinh viên Nhật Bản và đội Triều Tiên cũng có được 2 chiến thắng và 1 trận thua. Cầu thủ Triều Tiên sau khi thắng được sinh viên Nhật Bản ở trận ra quân lại bất ngờ để thua đội bóng của Kazakhstan ở trận sau đó 0-3. Và đó là lý do mà vì sao kết thúc vòng bảng của VTV Cup 2012 Triều Tiên đứng ở vị trí thứ hai sau đội sinh viên Nhật Bản. Hai đội gặp nhau lại một lần nữa sau đó ở trận đấu chung kết và chiến thắng thuộc về đội sinh viên Nhật Bản sau 3 set. Trong chương trình phát bóng 8-3. Bóng đi vào vị trí của Jung Jin Shin nhưng đội trưởng của đội Triều Tiên đã phòng thủ không được. Bên Nagita Mizuki, chủ công có chiều cao 1m68, 48. Được nhưng do lực đập bóng quá mạnh thì vậy mà bóng đã đi không như ý muốn. Là pha phòng thủ của Rimia. Bước một không tốt. Tình huống vừa di chuyển vừa đỡ bước một không thành công. Đối vừa rồi thuộc về đội trưởng Jung Jin Shin. Khi đó 1-6-10. Và đánh nhanh sau đầu nhưng không qua lưới. Cầu thủ NEC vừa triển khai một pha đánh nhanh sau đầu nhưng tiếc là bóng lại không qua lưới.
cực mạnh. Ngang chắn của đội Triều Tiên đã để lọt chặt. Bóng đi như chạy phá. Chúng ta cùng xem lại pha đập bóng này. Thì quá nhanh sau pha kết thúc của Yoshida. Chắn bóng tốt. Tiếp tục là cả pha phát bóng của cây chuyền hai Sawada Ioka. Có thêm một điểm nữa cho NEC. NEC đã có chuỗi 3 điểm liên tiếp. Đội thua cách biệt xuống còn 9-12. Sau khi vào sân thay cho cây chuyền hai chính của đội là Sukada Siodi, Sawada Ioka đã chơi khá tốt. Tuy nhiên hạn chế của cầu thủ chuyền hai mà áo số 19 này đó là gặp khó khi chắn bóng bởi chiều cao của Ioka chỉ là 1m60. Sawada Ioka mang số 19 và Yanagita Mizuki đang là hai cầu thủ thấp nhất trên sân. Một người có chiều cao 1m68, một người có chiều cao chính xác là 1m59. Sawada Ioka phát bóng. Sawada Ioka phát bóng. Phát bóng từ một tay rất hay. Tuy nhiên ở phát bóng kế tiếp thì hàng chắn của đội NEC Nhật Bản đã không thành công khi tổ chức phòng thủ trên lưới. Bóng chạm tay chắn và rơi xuống phần sân của đội NEC. Điểm cho NEC Nhật Bản 11-13. Chủ công Yoshida Yayumi phát bóng. Phát bóng rất uy lực. Vẫn trong cuộc. Pha chuyền hai tốt của Sawada Ioka. Ta cùng xem lại pha chuyền bóng của cây chuyền hai Ioka tạo điều kiện cho đồng đội dứt điểm. Rõ ràng là hàng chắn vừa rồi của Triều Tiên đã không phán đoán được. Bóng tiếp tục ra ngoài. Những điểm số liên tiếp dành cho các cầu thủ NEC. 4 điểm liên tiếp. Và họ đã bắt kịp điểm số trước đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thiếu chút nữa thì bóng trong sân.
Đây chắc chắn là trận đấu hay nhất kể từ đầu giải đến giờ. Cuộc đối đầu của hai đội bóng cạnh tranh ngôi đầu bảng B diễn ra hết sức quyết liệt. Và ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Ta lại được xem pha nhảy chuyền sau đầu rất hay của Yuka để tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội dứt điểm. 14 đều. Bóng trong sân. Cầu thủ Triều Tiên cũng trả lời bằng một tình huống tấn công chiến thuật, nhưng lần này là ở giữa lưới. Và đặt quyết tâm là phải thắng trận đấu này để giành ngôi đầu bảng vào thẳng bán kết. Đội đứng nhì bảng B sẽ rơi vào một vòng đánh đấu khó ở trận đấu tranh vé vào bán kết. Tất nhiên là sẽ thuận lợi với Triều Tiên hoặc là NEC khi họ chỉ phải gặp đội bóng đứng thứ ba của bảng A là An Tây. Nhưng ở bán kết họ sẽ phải gặp đội chủ nhà Việt Nam. Tất nhiên là với cả hai đội bóng này, chả đội nào muốn gặp đội chủ nhà Việt Nam ở bán kết cả. Tránh được đội chủ nhà càng sớm, càng muộn càng tốt. Vì vậy mà rõ ràng là cả Triều Tiên và các cầu thủ NEC đều đang rất quyết tâm. NEC Nhật Bản. Nhật Bản. Như vậy là bóng đã ra ngoài và chưa chạm tay chắn của
đội NEC. Bây giờ thì NEC đã vượt lên dẫn trước. Cầu thủ Triều Tiên lại bị bắt lỗi di chuyển vị trí quá sớm trước khi mà cầu thủ của NEC phát bóng. NEC thì bạn vừa có được một điểm rất dễ dàng nhờ lỗi di chuyển sai vị trí của các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. NEC đã có 4 điểm liên tiếp. Từ việc bị dẫn 15-17, họ đã có 4 điểm tiếp để dẫn lại 19-17. Bây giờ thì chủ công số 12 Kim Hyun-joo mới giành lại được quyền phát bóng cho đội Triều Tiên. Cầu thủ Triều Tiên có sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân là Kim Gup-ha, rời sân là Ri Mi-yang. Như vậy là cầu thủ vào sân là số 9 Ri Mi-yang, còn người rời sân là Kim Gup-ha. Kết thúc rất chính xác. NEC dẫn 20-18. Được đẩy ra ngoài biên số 4 cho chủ công Kim Hyun-joo dứt điểm và đá bóng trên chắn. Cho đội NEC 22-19. Cầu thủ của NEC đang hướng đến xét thắng thứ tư này và nhiều khả năng là trận đấu sẽ bước vào xét đấu thứ năm. Chắc chắn là đội Triều Tiên không muốn, nhưng rõ ràng vào lúc này sự hưng phấn của NEC đang giúp họ có được những điểm số liên tiếp. Trong Trung Sim vừa rồi có pha tấn công nhưng không qua được tay chắn, mặc dù chỉ có một mình vận động viên bán chắn bên phía NEC. Pha tấn công hàng sau đã không qua được tay chắn của NEC. Chủ
công Kimoto đã đẩy bóng vào tay trắng của NEC. Một pha xử lý khôn ngoan khi mà hàng chắn của NEC theo sát. Một điểm nữa, NEC Nhật Bản sẽ đưa trận đấu vào set đấu thứ 5. Đây là cơ hội để họ kết thúc set đấu thứ 4. Chưa được. Trọng Viên Sim. Đến lượt các cầu thủ của NEC. Bóng chưa qua lưới. Điểm cho đội Triều Tiên 21-24. Kim Quốc Hà đã được đưa trở lại sân để tận dụng chiều cao trong việc bám chắn. Kim Quốc Hà có chiều cao 1m80. Kịp không? Không được. Hai cầu thủ cùng di chuyển xuống phía dưới sân để ký bóng, nhưng cuối cùng thì vẫn không thành công. Junian là người không cứu được bóng. Và chiến thắng 25-21 ở trận đấu tư được về đội NEC Nhật Bản. Như vậy là sau 4 set, số đang là 2-2 và hai đội phải bước vào trận đấu thứ 5, trận đấu quyết định để tìm ra đội thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là diễn biến của set đấu thứ 5.
trận đấu tranh ngôi đầu bảng B giữa hai đội NEC của Nhật Bản và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở set đấu thứ năm này thì đội Triều Tiên được phát bóng trước. Triều Tiên trong trang phục áo màu đỏ ở phía bên tay phải màn nhỏ các bạn. Cầu thủ phát bóng là cây truyền hai. Cây truyền hai Cho Su Jong sẽ là người quả thực hiện quả phát bóng cho đội Triều Tiên. Bóng ra ngoài. Điểm cho đội NEC 1-0. Chủ công áo số 21 Yoshida phát bóng. Bóng rất uy lực của Yoshida và cơ hội tấn công được trao cho các cầu thủ NEC. Họ tận dụng thành công. 2-0. Tiếp tục là con người phát bóng rất uy lực. Vẫn còn. Và cơ hội tiếp tục được trao cho NEC Nhật Bản. Bóng rất mạnh. Nỗ lực rất đáng khen của cầu thủ chủ công Mizuki. Chủ công chỉ có chiều cao 1m68. 3-0. NEC đã khởi đầu rất tốt. Họ có 3 điểm liên tiếp. Chủ công Yoshida có những quả nhảy phát bóng cực kỳ ổn định và gây rất nhiều khó khăn cho đội Triều Tiên. 4 điểm liên tiếp dành cho NEC. Giờ là lúc mà các cầu thủ Triều Tiên cần phải lấy lại tâm lý, lấy lại sự bình tĩnh và cố gắng điều chỉnh bước một chơi những quả phát bóng cực kỳ uy lực của Yoshida. Huấn luyện viên của đội Triều Tiên U Chung Sung cố gắng nhắc nhở các cầu thủ hàng sau là cần cố gắng đưa được bước một lên để triển khai tấn công. NC đang hy vọng sẽ có được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở trận đấu này sau khi để thua set 1 và set 2. Họ đã thắng liên tiếp set 3 và set 4 và bây giờ khởi đầu set thứ 5 với 4 điểm liên tiếp. Tiếp tục là quả nhảy phát bóng của Yoshida. Những pha bóng của Yoshida đầy tốc độ. Bây giờ Yoshida không thành công. Nhưng mà thấy là ở những quả phát bóng trước đó, Yoshida đã góp phần không nhỏ để đưa NEC có được lợi thế dẫn trước. Bây giờ người phát bóng là đội trưởng Jong Jin Shin. Chủ công năm nay 27 tuổi. Triều Tiên cũng theo chặt rất tốt. Đại thì Mizuki rất khôn ngoan. Mizuki không đập bóng mạnh mà thay vào đó là một pha gõ bóng nhẹ và tạo ra được sự đột biến trong pha ghi điểm vừa rồi. 5-2. Rồi khởi điểm về cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 3-5. Và tấn công biên chéo sân của chủ công Kim Hyun Ju. Thank you.
cho đội Triều Tiên. 4-5. Trận đấu đầu tiên của VTV Cup năm 2019 kéo dài đến trận đấu thứ 5. Lúc mà các cầu thủ Triều Tiên có được sự hưng phấn với những điểm số liên tiếp, trong đó phải kể đến sự xuất sắc của chủ công mang áo số 12 Kim Hyun Ju. Trong tình huống vừa rồi có thể thấy rằng là cây cầu thủ phát bóng của đội Triều Tiên rất khôn ngoan. Vận động viên này đã thấy hàng phòng thủ phía sau của NEC dâng lên cao, vì vậy mà đã thực hiện quả phát bóng sâu về phía góc sân và đã ghi điểm trực tiếp cho đội Triều Tiên. Vì dẫn 1-4 rồi 2-5, bây giờ thì các cầu thủ Triều Tiên ghi được 4 điểm liên tiếp để tạm thời chiếm được ưu thế. Bất lợi cho các cầu thủ NC đó là ở hàng trên lúc này họ có Mizuki, một cầu thủ chủ công có chiều cao thấp, vì vậy mà sẽ thực sự khó khăn để có thể gây được khó khăn cho hàng chắn của các cầu thủ Triều Tiên. Chắn bóng thành công. Có thấy dường như là các cầu thủ Triều Tiên đã đoán được ý đồ của các cầu thủ NC khi tổ chức tấn công. Họ biết rằng Mizuki ở ngoài biên số 4 là vận động viên có chiều cao thấp, vì vậy mà họ đã chủ động bám chắn ngoài biên số 2 với một cầu thủ chủ công có chiều cao tốt hơn. Mizuki đã bóng mạnh nhưng chưa ghi được điểm. Pha đánh bóng của Jong Jin Shin nhưng bóng ra ngoài. Đó là pha đập bóng bị với ở phía cuối sân của Jong Jin Shin. Đội trưởng số 12 Yamauchi Misaki thực hiện quả phát bóng. Phát bóng rất khó chịu, bóng đi rất bay. Chắn bóng tốt rồi vào điểm 8-6 cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bây giờ thì hai đội sẽ đổi sân để tiếp tục thi đấu những điểm số còn lại. Chua Pok Hiang phát bóng 8-6. Và đá bóng mạnh của Mizuki, bóng bạt tay chắn ra ngoài. Triều Tiên vẫn đang duy trì được lợi thế dẫn trước NEC của Nhật Bản.
rất hay. Hai pha chiến thuật liên tiếp của các cầu thủ NEC chưa ghi được điểm. Chịu rồi. Pha bóng cuối cùng thì những nỗ lực ở phía trên lưới đã khiến cho cầu thủ hàng sau của đội Triều Tiên không kịp di chuyển xuống dưới để phòng thủ. Cách biệt giai đoạn chỉ đúng một điểm mà thôi. Không được. Pha phối hợp đánh chiến thuật sau đầu không thành công. Sự phối hợp không tốt và không hiểu ý giữa Unio Kauri và cơ chuyển hai Sauda Iuka bị lỡ nhịp, vì vậy mà phụ công của NEC đã không có được cơ hội dứt điểm trúng bóng. Bây giờ hàng trên của NEC đã có chủ công Yoshida, chiều cao 1m76 ở phía trên. Số được san bằng 10 đều. Rất kịch tính. Thời điểm cuối của set đấu thứ 5, hai đội vẫn đang rất nỗ lực để bám đuổi nhau từng điểm một. Chưa biết bên nào sẽ giành được chiến thắng ở trận đấu này, nhưng đây đúng là trận đấu thực sự hấp dẫn, kịch tính và rất tốc độ. Cả hai bên đều đã triển khai những bài đánh sở trường của mình. 11 đều. Bây giờ thì đến lượt NEC của Nhật Bản lại vượt lên dẫn trước 12-11. Những quả phát bóng của Yoshida thực sự rất lợi hại. Nó không chỉ ổn định mà còn rất tốc độ, lực bóng mạnh. Quá hay. Pha xử lý đầy tinh quái và kinh nghiệm. Đội trưởng Jong Sim chơi quá hay trong pha bóng vừa rồi. Khi nhảy chân lên dứt điểm thì Jong Sim đã quan sát thấy khoảng trống ở phía cuối sân và đã rất khôn ngoan với thực hiện pha đẩy bóng. 12 đều. Bóng ra ngoài rồi. Bóng chạm vào tay một cầu thủ hàng phòng thủ phía sau của đội Triều Tiên. 13-12. Furuya Chinami vừa vào sân thay cho Unio Kaori. Và một bóng như trái phá của cầu thủ công số 12 Kim Hyun Joo. Mười ba đều. Người nào sẽ lên điểm 14 trước đây?
Không được, cơ hội thuộc về đội Triều Tiên. Khi mà cao thủ NEC không tận dụng được cơ hội thì bên phía bên kia lưới, Kim Hyun-ju đã mang về lợi thế cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 14-13. Đồng một tốt. Pha đá bóng quá hay. 14 đều. Chủ công chỉ có chiều cao 1m68 lại mang về điểm số rất quan trọng cho các cầu thủ NEC Nhật Bản. 14 đều. Rất tập trung vào quả phát bóng đội trưởng Misaki. Bóng không qua lưới. Pha đánh hỏng của chủ công số 12 Kim Hyun-ju. Bây giờ thì đến lượt các cầu thủ NEC của Nhật Bản lại đứng trước điểm quyết định của trận đấu. Cơ hội trước đó đã được dành cho Triều Tiên nhưng họ không tận dụng được. Bây giờ đến lượt dành cho NEC của Nhật Bản. Lại là lỗi di chuyển vị trí. Rất nhiều lần trong trận đấu này các cầu thủ Triều Tiên bị bắt lỗi di chuyển vị trí. Các cầu thủ Triều Tiên đã tranh cãi với tổ trọng tài. Những quyết định đã được đưa ra. Một trận đấu kịch tính. Nhưng thực sự là đáng tiếc cho đội Triều Tiên ở điểm số quyết định. Trọng tài thứ hai là người đã bắt lỗi di chuyển vị trí. Và đội Triều Tiên vẫn đang phản ứng với trọng tài. Chiến thắng đã thuộc về đội NEC của Nhật Bản. Trọng tài thứ hai đang giải thích cho các cầu thủ Triều Tiên vì sao bắt lỗi vị trí. Quyết định đã được đưa ra và tất nhiên là không thể thu hồi lại được. Chiến thắng ở trận đấu này thuộc về đội NEC của Nhật Bản với tỷ số kịch tính 3-2. Các cầu thủ Triều Tiên vẫn đang khiếu nại. Ít nhất ở trận đấu này họ đã có 3 lần bị trọng tài thứ hai bắt lỗi di chuyển vị trí. Như vậy là ở bảng đấu này với chiến thắng 3-2, đội NEC của Nhật Bản đứng đầu bảng B và giành quyền vào bán kết. Như vậy là ở bán kết đã có 2 đội Việt Nam nhất bảng A và đội NEC của Nhật Bản nhất bảng B. Trong khi đó thì đội Triều Tiên sẽ phải thi đấu gặp đội đứng thứ 3 của bảng A là An Tây để tìm vé vào bán kết. Trận đấu này diễn ra vào ngày 8 tháng 8. Thank you.
quý vị khán giả, chúng ta vừa được theo dõi một trận đấu được ví là trận chung kết sớm của giải rất hấp dẫn giữa NIC Red Rocket của Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trận đấu kết thúc bằng đôi chút không được hài lòng của các cô gái Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận thôi, thể thao là vậy, có thắng có thua, có phấn khích nhưng cũng có khiếu nại và còn có cả sự đồng hành của may mắn nữa. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ trở lại với buổi bình luận sau trận đấu với sự góp mặt của nhà báo Nguyễn Lưu cũng như là bình luận viên Anh Tuấn, và chắc chắn là hai vị khách mời của chúng tôi đang cảm thấy rất là phấn khích và cũng rất là hài lòng với trận đấu mà chúng ta rất được chờ đợi, đúng không ạ? Xin mời nhà báo Nguyễn Lưu. Trước tiên là tôi xin được cảm ơn đài truyền hình đã quay và ban tổ chức đã làm một cách chu đáo cẩn thận, và khán giả Quảng Nam đã cổ vũ nhiệt tình. Tôi tham dự 16 lần VTV Cup, chắc chắn rằng đây là một trong số ít những trận đấu hay nhất nếu có thể nói như vậy. Và ngay như trước khi trận đấu diễn ra, tôi và anh Tuấn đều có một nhận định chung là đội nào vào được thì cũng xứng đáng cả, và chúng ta cũng cùng dự đoán đây là một trận đấu chung kết sớm. Thế đi nhìn vào trận đấu cụ thể thì về sơ qua chúng ta có thể thấy là nó hay ở cái chỗ mà lúc đầu ra sân thì chúng ta có những cái suy nghĩ riêng cho mình. Khi ngồi đây ta thấy rằng cái ưu thế của công nghệ nó như thế nào. Khi đội Nhật Bản với ba huấn luyện viên mặc quần áo rất đẹp, mỗi người cầm một cái máy tính bảng, trong đội Triều Tiên hai huấn luyện viên mỗi người cầm một cái bút của một tờ giấy, và đội Nhật Bản lại dẫn đến những 16